chồng chờ. Hôm qua đấy, giải mấy cái chân ra thảm, kê lại hết kế của thứ ở đây. Em Trang làm gì đấy em Trang? Ngày đầu tiên mới đây có phải con gái chứ mà bố hát gì? À thế thì chỉ con gái được hát thôi à? Kể thứ hai bà. Mẹ tấn công mẹ à? Cuối tuần là mình sẽ giải trang lên đây rồi. Ôi trời ơi, bạn Cam đang vẽ gì thế? Hả? Bạn Cam? Ủa, đây là củ cà rốt hay hình trái tim vậy Cam? Hình trái tim. Hình trái tim đây là cái gì? Cái nơ của con à? Hả? Con đây, đây là bố. Đâu là bố? Đấy. À, đó là mẹ ta. À, xinh quá. Cái bông hoa với cả mặt trời này thì cho làm gì? Hả? Cho phơi nắng. Cho phơi nắng. Bông hoa. Con có cho Chun Chan vào vẽ thêm Chun Chan, hai trái tim bé cho Chun Chan này. Ừ. Trời ơi, trời ơi, trời. Các cô chú thấy đẹp không? Cam hôm nay có vậy. Ôi trời ơi, chóng mặt, chóng mặt. Ok, hai mẹ con đi làm tóc nhé. Okay. Hôm qua thì mình đã đặt lịch xong cho Cam rồi. Đây, sẽ hẹn lịch sẵn như thế này thì sẽ rất là tiện. Với cả cái chỗ cắt tóc này ấy, nó sẽ rất là hợp với cả những bạn nhỏ này. Thì nữa sẽ dẫn mọi người theo nhá. Bây giờ thì sẽ đặt xe. Mình vừa mới đặt xe xong rồi, chỉ có khoảng độ tầm mấy phút nữa thôi là xe sẽ đến. Thì mình thấy là khi mà mình đi ra ngoài ấy, nếu mà mình không đi cùng với bố Kiên ấy, thì mình cũng rất là hay đặt kiểu book những cái xe công nghệ như thế này. Vì nó kiểu tiện cho mình rất là nhiều. Ví dụ như là khi mà mình đi ra ngoài đi công việc với con cái thì mình thường lỉnh kỉnh nhiều đồ ấy mọi người. Nếu như mà mình tự lái xe xong rồi hoặc là mình đi xe máy thì nó sẽ rất là lích kích, mình cũng không mang theo được nhiều đồ. Một, bố mẹ và như đến 1, 2, 3 này. 1, 2, 3. Nhanh hơn. Đấy, mỗi lần đi với Cam là trông lích kích nhiều đồ chưa? Đây, bạn Cam có nhu cầu là hôm nay chỉ cần chơi cái quyển sổ này thì sẽ ngồi làm tóc ngoan. Ok, bye bye Chun, bye bye Chan, hai đứa ở nhà nhá. Bye bye Chun, bye bye Chan, bye bye Chun, bye bye Chan. Em chào anh ạ. Yeah, dạ, chào em. Vâng, okay. Cam ơi, Cam lên đi. Cam lên đi, Cam bước lên đi. Okay. Đây là một điều mình rất là thích ở các anh tài xế ở bên Gojek. Okay. Dạ, yeah, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Bắt gặp ai ở đây, đây vẫn chưa đi. Đấy Cam. Hôm nay mình sẽ đi với cả cô Bu luôn này. Đấy. Có thể yên tâm là khi mà đi với cả Gojek thì chống khuẩn X3 và an toàn, với cả Goka rất là yên tâm ở đây. Thì đây, ở trên đây người ta cũng ghi một cái bảng chỉ rõ cho mình. Xe đi chỗ này hơi sắc một tí, mọi người hãy thông cảm nhá. Ở đây thì người ta cũng ghi cho mình luôn là những cái lưu ý khi mà mình di chuyển ở trên xe này, rửa tay này, đeo khẩu trang này. Đó, và các bác tài thì đã vệ sinh ghế này. Có vấn đề gì thì mình chỉ cần ới bác tài một cái thôi là được. Khi mà mình đi Gojek ý, thì có một cái mà mình rất là yên tâm. Đấy là mọi người có thể nhìn thấy là cái màng ngăn này nó rất là kín giữa anh tài xế đang lái xe với cả là khách hàng. Cho nên là nếu như là mình ngồi ở xung quanh thì nhiều khi mình đi với cả khách hàng này hay là mình muốn đi với bạn bè mà mình muốn nói chuyện thì mình vẫn có thể là yên tâm được, tại vì cái màng ngăn này nó rất là kín mọi người ạ. Khi mình úp xe mình cũng sẽ biết được luôn là anh tài thì sẽ có thể xanh, nên là rất là yên tâm. Và ở đây thì có một cái mà mình thấy cực kỳ thích, nhất là khi mà mình đi với cả trẻ con, đấy là ở trên này thì sẽ có một cái máy lọc không khí. Cái này là máy lọc không khí của Sharp nha mọi người. Nó rất là kiểu xịn luôn.
luôn ấy, cho nên là có thể lọc được cả virus corona tồn đọng ở trong không khí. Đến nay thì mình thấy là GoCar Protect của Gojek là một cái hệ thống dịch vụ đầu tiên mà có trang bị máy lọc không khí ở trên xe, rất là yên tâm cho người sử dụng như thế này và gần như là duy nhất ở Việt Nam luôn. Nên là nếu như mọi người có book car công nghệ ấy, thì mọi người hãy thử đặt Gojek xem sao để đảm bảo được cái sự an toàn về sức khỏe của mình khi mà mọi người sử dụng dịch vụ đi xe đi lại nhé. Mình sẽ cho Cam làm tóc ở trong trung tâm thương mại này luôn. Đây cái chỗ này là Cam hay đi học vẽ này, Cam hay đi chơi này, với cả đi ăn uống với bố mẹ ở đây rất là nhiều này. Thì mình thấy ở đây có một cái tiệm làm tóc này rất là hay cho các bạn nhỏ. Bây giờ chúng mình sẽ vào nhá. Chị đang muốn là sẽ cho bé làm xoăn, kiểu bé thì muốn là xoăn nhẹ nhàng và to thôi. Chị thấy chắc tóc của bé à? Cái tóc của bé là chắc tóc hơi mạnh. Đó, con lên đi. Trông lớn đấy. Bây giờ thì các cô sẽ gội đầu cho Cam trước, xong đó thì sẽ uốn. Bình thường mẹ nhớ là lần trước đi uốn là sẽ mất khoảng độ tầm đâu đấy 3-4 tiếng cơ. Thế nhưng hôm nay chú bảo là chỉ có mất tiếng rưỡi thôi, rất là nhanh. Thế không chịu được. Đó, bình thường thì ở nhà là toàn mẹ cắt, hầu như là mẹ chỉ cắt ngang bằng cho Cam thôi. Đây là lần đầu tiên mà Cam ra ngoài để cho các chú cắt cho đúng cái kiểu. Đó, bình thường thì chỉ ra ngoài làm xăn thôi, chứ cũng không có ra ngoài cắt bao giờ cả. Thì ở đây mọi người có thể làm tóc cho các bạn nhỏ cũng được. Tại vì ở trong này thì đang có bé đang quay làm tóc ấy, cho nên là mình không có quay gần được. Nhưng mà ở đây thì các bạn thì có một cái rất là hay cho các bạn nhỏ. Đấy là kiểu có những cái xe ô tô ấy, để cho các bạn nhỏ có thể ngồi lên cắt tóc mà rất là hợp tác. Nên là những bạn nào mà kiểu có em bé mà bình thường đi cắt tóc không hợp tác thì mọi người có thể qua đây thử xem sao nhé. Đấy, bây giờ Cam đã uốn xong tóc rồi, bây giờ sẽ ngồi chờ khoảng độ tầm nửa tiếng. Trong nửa tiếng này thì hai mẹ con mình sẽ làm móng với nhau. Ok, Cam chọn màu hồng, còn mẹ sẽ phá cái móng này, tại vì móng của mẹ rất là cũ rồi. Mẹ á, mẹ để mẹ xem đã. Cam thích mẹ đánh màu gì? Màu hồng đậm. Màu hồng đậm luôn gì? Ok. Đây, sau khi chú làm và uốn xong, tại vì lần này thì Cam chỉ muốn là làm kiểu hơi lơi thôi. Đó, chứ xăm tít lên như hồi bé thì Cam lại không thích, cho nên là mẹ rất là ưng. Chỉ hơi lơi này thôi cho tự nhiên. Chính xinh quá, yêu quá. Bây giờ mọi người đến đây thì mọi người có thể book chú Tuấn làm cho các bé rất là chịu khó. Ok, bye bye mọi người. Đó, bạn Cam đã làm xong tóc rồi. Bây giờ thì trong lúc đợi bố Kiên đón, mẹ con mình sẽ đi loanh quanh trong này với cả đi ăn trưa thì rất là đói rồi. Cô Vu đang vẫn rất hờn vì lần trước lên hình bị béo, nhưng mà thực chất là trên hình cô Vu bị tăng cân, không hề béo tí nào. Tăng hẳn 5kg. Đây là hội những người lên hình tăng ký nhá mọi người nhá. Mọi người ơi, ở ngoài hai chị mình gầy lắm. Gầy lắm, đây tách, có gì đâu, tẩn sách đồ ăn nhưng mà ai dạ, nước rồi. Ăn rồi. Cơm chiên cho. Gì đấy? Hello. Ôi, từ từ rồi. Hello. Hello. Cam cầm bố đấy.
Bố đang đi ra mà bố lấy xe đi bạn. Bố đang về vì con đây. Bố đang về vì con đây. Con ở Estella mà bố. Con đang ở đâu? Estella. Estella. Đây, bố đang về vì bé nhá. Bố cần đi. Bố cần đi với cô nào không? Bố đi với cô nào không? Bố đi với cô Nhi. Chết, cô Nhi cô nào? Con cháu thích tới sao? Tóc mới đâu? Thích tóc mới không Cam? Em quay tóc mới với bố. Rồi móng tay màu hồng thấy rồi. Anna quay móng tay. Đỉnh quá. Về nha, chờ tí. Hôm nay à, chờ ra màu hồng hết rồi. Ok, tôi về đây chị nhá, tôi đang lại xe, bye bye. Bye bố. Bye bố. Bye. Rồi, vừa xem rồi tóc. Ôi trời ơi. Tóc xanh xinh ngay xấu. Xinh à, xinh. Tóc yêu không? Yêu xinh. Xinh. Rất là xinh là Cam thì bây giờ thì kiểu hợp xoăn lọn to to này hơn là xoăn bé. Hồi bé lần đầu tiên làm xoăn thì xoăn lúc đấy thì trông đáng yêu chứ bây giờ làm xoăn để đi trông lại bị già. Đáng yêu. Già, cái gì mà già. Cam có thích không? Thích tóc này không Cam? Ngoan quá. Ok, vậy là hôm nay Cam đã có tóc xinh để diện rồi. Mình vẫn còn nhớ là cái clip mà mình đưa Cam đi làm tóc xoăn cách đây chắc cũng phải. Cái clip đấy thì phải cách đây 4 năm rồi. Rồi, bây giờ thì bọn mình sẽ cho Cam đi chơi nốt. Và kết vlog ở đây thôi nhỉ? Ok, bye bye. Bye bye. Bye bye mọi người nha. Bye.